Chúng tôi muốn nhắc tới những bộ phim truyền hình. Nói đến phim truyền hình thì Trúc Nhân, cháu xem nhiều không? Và dạ, cháu ấn tượng với những phim truyền hình Việt Nam nào? Con có nhớ một vài cái phim kinh điển giống như là Người đàn bà yếu đuối, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu, Giả từ dĩ vãng, rồi Đất phương Nam rồi này nọ đó. Đó là những cái ký ức mà con đang nhớ tới khi mà chú hỏi tới phim. Đức Khuê sao? Làm nghề thành ra là đi biểu diễn nhiều, thỉnh thoảng xem được bùa từng tập thôi, ít chứ không được xem liền mạch. Hồi đó là các cái phim về Người Hà Nội. Người Hà Nội có Quỳnh Linh đóng. Đấy, những cái phim đó thì coi thường xuyên. Tớ cũng giống ấy đấy, đi xem đến phim mình còn không xem được cơ. Cái giờ chiếu phim là giờ tụi em đang diễn đi ở sân khấu. Tức là cũng đang là tác nghiệp đúng không? Dạ, đang diễn sân khấu thành ra không khó, thể xem. Khó coi phim mới là giờ vàng ấy. Đúng cái giờ đấy là phần lớn là mình cũng đi làm nghề đúng không? Trúc Nhân hay là Thanh Duy cũng thế thôi. Các bạn là cũng đi hát suốt đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó lại liên quan tới một bộ phim truyền hình mà chúng tôi thử thách các bạn đây. Trúc Nhân, xin mời vào trong này. Em chỉ được hỏi những câu mà đúng sai có không thôi. Và chúng ta chào đón ca sĩ Trúc Nhân. Bây giờ các bạn sẽ có một phút để hỏi và trả lời. Gợi ý, đây là một trong những bộ phim truyền hình đình đám nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam những năm cuối 90 đầu 2000. Một phút bắt đầu. Phim của miền Nam hả anh? Không, không. Rồi biết rồi, phim ngoài Bắc. Rồi, phía trước là bầu trời. Không phải. Dài tập hơn. Thêm nhiều dữ liệu vô. Chủ đề tình yêu. Không, không phải tình yêu. Có hơi đặc biệt về nghề nghiệp chút không? Có. Liệt kê các nghề đi. Bác sĩ. Không. Cảnh sát. Đúng rồi. Ai đến ngon nửa qua đêm đen, ai đến những bàn chân vô sẽ. Cảnh sát hình sự. Trưởng phòng hình sự. Hồi đấy là chức vụ gì anh? Là đầu tiên là trung tá, về sau lên thượng tá. Thế còn đây là Hoàng Hải thì trong vai đội trưởng, đại úy. Thế còn Võ Hoài Nam cùng Hoa Thúy gọi là trinh sát, là trung úy. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Thưa các anh các chị, là bộ phim nó đã trôi qua gần 20 năm rồi. Đây là chương trình Ký ức vui vẻ. Và đến đây thì chắc chắn là hãy gợi cho chúng tôi một vài cái ký ức của đoàn làm phim mình đi. Thủ trưởng phát biểu trước ạ. Đúng là làm thủ trưởng thì vất vả thật mà. Thế nhưng mà thực ra ấy, thì công lao ấy thì phải nói là đến các trinh sát. Có nghĩa là cái sự hóa thân của các anh, có thể là xe ôm, có thể là một cái bà buôn, có thể là công nhân lao động bình thường. Tất cả chúng ta thấy rằng là này, làm công tác hình sự nó cực kỳ là phức tạp và đơn giản. Đơn giản là sao? Bởi vì này, nếu như chúng ta xác định đúng và chúng ta làm đúng được cái vai trò của một người công tác hình sự, phải làm sao ấy cùng hòa đồng với mọi người, cùng chen chân và cùng sống với mọi người, và thậm chí xung quanh người ta còn không biết mình là ai cả, cũng chỉ như những người lao động bình thường thôi, thì đấy mới là sự thành công. Anh Bảo ơi, em thấy cái phim đó Võ Hoài Nam với anh Hải thì kia đánh đấm nhiều lắm mà không biết trong đó đánh thiệt hay không, rồi đánh có trúng ai hay không. Có là... chứ anh. Dạ. Cái đó là cái tai nạn ấy thì để anh này anh sẽ tự thú. Mình nhớ lại ngay có một cái cảnh mà đi bắt một cái tên cướp, nó chạy ở những cái dọc đường ga.
tên cướp nó chạy ở những dọc đường ga, thì lúc đấy có một anh như vào anh ấy đóng cùng với mình, thì hai anh em chạy đuổi theo, cuối cùng là bẻ qua tay thằng tội phạm lại, thì tôi thì gãy ngón tay út thì... gãy thật à? Em gãy chẹo ngón tay út luôn à. Và ông chạy bắt cùng thì coi như là xái hết cả tay, còn ông cướp chả làm sao cả. ông cướp đấy chính là anh Bình Dâu, mà anh đóng cướp là anh đã để tay thế này sẵn để các ông bắt mà các ông vẫn gãy tay. Giỏi đến mức độ đấy. Chứ còn Hoa Thúy kỷ niệm với em thì là cái cảnh mà em phải cầm súng ấy, thì lúc đó sức khỏe của em thì như mọi người đã nhìn ở trên màn hình, thì lúc đấy chỉ có 42 cân thôi ạ. Thế thì bây giờ là những cái cảnh mà cầm súng thì súng rất là nặng, thì những cái cảnh mà mình phải giơ thẳng tay như này thì tay của Hoa Thúy lúc nào cầm súng cứ rung bần bật như này. Bắn súng thì là nó phải tức là có đạn đấy ạ, nhưng mà đạn giấy thôi, thì em thì không hề biết rằng khi mà súng bắn ra thì nó nổ quá mạnh ấy, thì bắn một cái thì luôn là mình giật mình và mình gần như khóc luôn, quá khóc. Rơi cả súng. Lúc mình tập ở trong trường bắn thì mình chỉ là súng điện tử thôi, nhưng mà ra đó thì mình quá bất ngờ, thì súng bằng giấy thôi nhưng mà mình bị bất ngờ quá và mình lăn đùng ra mà khóc. Thành ra xem phim thấy Thúy toàn là cầm súng chĩa xuống không à? Chưa có kinh nghiệm, thông cảm lúc ấy là cứ cầm lần nào thấy Thúy cầm súng đều chĩa xuống, ngồi im mà chĩa xuống như đây nè. Cái điều mà đàn ông đấy là chỉ có bạn nghề thì mới phát hiện ra những cái điều chi tiết đấy. Thế mà để thanh minh một chút thì nó như thế này, mặc dù là khi vào phim thì anh em chúng tôi cũng đã được đi tập huấn ở trường nghiệp vụ Xuân Mai, cũng là cùng ăn ở với các anh em hình sự để xem người ta tư thế tác phong như thế nào, vân vân. Thế nhưng mà trong những cảnh quay thực tế ấy, thì nó có những cái điều là mình phải kết hợp với lại anh em hình sự của các địa phương. Thế thì trong những cái trường hợp như thế thì các chiến sĩ công an thật của chúng ta ấy, thì họ cứ đúng nghiệp vụ họ làm thôi. Có nghĩa là ra mà bẻ tay bẻ chân thì không cẩn thận thì mình sái trước. Cho nên là cuối cùng là phải nói với các anh như thế này này, các anh ơi, các anh phải làm để nhẹ nhẹ tay thôi đúng không? Thì đã có một cái trường hợp như thế này mà cuối cùng là phải bỏ, mà cuối cùng có nghĩa là đánh thôi, mời luôn các anh ấy ra, các anh đánh luôn chứ. Bởi vì anh em diễn viên tập thì nó lâu. Thế như các anh ra thì máy quay phim đưa lên cái đạo diễn vừa hô quay. Thì xong rồi, sao không làm đi? Làm rồi. Có nghĩa là rất nhanh. Họ chỉ cứ thế này một cái là coi như là đối phương là đã nằm xuống đất rồi. Thế bảo không, anh phải làm nó vừa vừa thôi. Bảo vâng, vừa vừa, thế thì vừa làm thôi, của vừa vừa. Mà ba lần như thế không quay được. Báo là muốn nói là ngoài Bắc chưa có một cái đội cascader chuyên nghiệp. Lúc ấy đúng là chưa có một thiếu cái đội cascader. Và em đã từng bị đội cascader thiếu chuyên nghiệp đánh cho bầm dập luôn. Đấy là đội quân võ đàng hoàng. Một cái điều mà Linh nghĩ là khán giả ai cũng muốn biết đó là sau 20 năm những người cảnh sát hình sự bây giờ đang làm gì. Anh Hoàng Hải hồi xưa anh rất là ngầu, thấy không, nhìn ảnh đẹp trai, đúng là hình sự bây giờ thấy anh đẹp trai quá, hình như anh là đại gia thì phải. À không, rất người hồi xưa nó rất đẹp trai nhưng bây giờ nó kháu lão rồi. Bây giờ anh đang làm gì anh Hải? Hiện tại thì vẫn là diễn viên chứ làm gì. Nhưng mà anh có kinh doanh gì nè? À có tí. Vâng, tôi thì ngoài cái chuyện làm diễn viên ra thì đã có một thời gian có ý đồ là cũng muốn học đạo diễn. Thế nhưng mà sau mới thấy rằng là cái lớp trẻ mà vào trường, mà họ ra trường ấy, thì quá đông. Mà trong khi đó thì kinh phí để làm phim thì cũng còn đang thiếu. Thì thôi ta cứ làm diễn viên cho nó bền. Thế còn đương nhiên là bên cạnh đấy thì tôi cũng có làm thêm những cái chương trình đọc phóng sự, đọc tài liệu. Hiện nay thì bây giờ tôi lại là hội viên của Hội các dân tộc Việt Nam. Có nghĩa là đi giao lưu với lại các doanh nghiệp, với các tạo ra các cái nguồn để hỗ trợ cho đồng bào bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Đấy. Hay quá, để mà hay quá. Có thể là hỗ trợ thêm cho rồi. Người ta về cái chuyện là xóa đói giảm nghèo. Đấy. Thế còn Võ Hoài Nam? Ngày xưa mình chưa gia đình ấy, lên đường làm phim hình sự là trắng đôi bàn tay. Và đến bây giờ thì vẫn là hoàn đôi bàn tay trắng. Còn hiện bây giờ thì mình đang tham gia chương trình Ký ức vui vẻ. Không, anh còn mấy quán nhậu đâu. Còn Hoa Thúy? Dạ, em thì vẫn là đang là quân số của nhà hát tuổi trẻ. Và em cũng có kinh doanh thêm. Hiện tại thì em đang làm đại diện cho hai hãng về các cái thiết bị lọc nước. Hoàng Hải? Dạ, thật ra thì thế này. Tất cả diễn viên đều có một nghề tay trái để mà cuối cùng cũng lại trở về làm diễn viên. Tại sao cái nghề diễn viên nó lại hấp dẫn mình đến mức độ đấy? Té ra không phải là danh vọng, không phải là tiền bạc. Đấy, nhưng cái này là cái mà theo Hoàng Hải cảm nhận. Đấy là cái mà được sống nhiều cuộc đời. Vào một vai
là vai giàu hay vai nghèo, vai ác hay là vai thiện, thì chúng ta đều được sống trong cái khoảng thời gian mà chúng ta quay đấy, nó hấp dẫn vô cùng. Cho nên có làm nghề gì rồi cuối cùng cũng quay lại làm diễn viên. Người ta bảo là nghiệp thật, đúng là nghiệp, mà chọn người đấy làm cái công việc này. Và điều đó anh Hải quên nhắc á, là làm diễn viên cái điều thích nhất á là anh đóng được rất nhiều cô gái xinh đẹp sao biết. em tiếp lời của anh Hải là thực ra là cái ý của anh Hải vừa nói ra ấy, thì em cũng chăn trở và cũng suy nghĩ rất là nhiều. Được cái câu là sống nhiều cuộc đời, nhưng mà em thì đã rất là nhiều lúc suy nghĩ có khi là mình phải nghỉ, bởi vì là em là không phải sống nhiều cuộc đời mà khổ nhiều cuộc đời. Lần xuất hiện trên truyền hình vào vai diễn thì tất cả những cái vai là vai khổ, thế nên là em không được là sống gọi là hấp dẫn như anh Hải đâu. Hôm nay có anh Đào Bá Sơn, có chị đạo diễn Hồng Vân, em xin vai luôn. Anh Sơn cho em nó một cái vai sướng. Anh em cũng rất là mong được lên đời chứ không mà khổ mãi. Trước cái hôm đi quay đây thì em được nhận một cái lời mời làm phim mới. Bạn có gọi cho em mà bảo là chị ơi, lần này chị lên đời rồi, vai đợt này là vợ của giám đốc. Nhưng mà chỉ có mỗi cái là chồng chị chết. Là được ăn mặc đẹp thôi, còn đâu thì số phận cũng vẫn éo le. Éo le lắm. Và từ nãy giờ thì tôi đứng đây tôi cứ nghe và tôi cứ nhìn các anh các chị đúng, Hoàng Hải nói một điều rất là đúng. Tôi không biết là vào nhiều vai sống nhiều cuộc sống thì nó có thú vị như thế nào, tôi không được trải nghiệm cái đấy. Nhưng mà rõ ràng là người ta hay nói câu là sinh nghề tử nghiệp đấy. Cho nên là cuối cùng rồi đi làm kiếm đủ mọi cách để lấy ngắn nuôi dài, để cuối cùng để quay lại cái niềm đam mê của mình là để được tiếp tục làm phim, đúng không? Vâng. Nhưng mà từ nãy giờ thì các anh các chị rất là hào hứng và đưa ra những cái câu chuyện rất là vui. Chỉ có Võ Hoài Nam cứ thấy có tâm trạng không, gì đấy thì sao thì em lại thấy em bị ngược lại với hai bạn này. Khả năng là vì hồi bé mà Nam rất là thích bắt chước, thì người ta bảo thằng này như hâm hâm khủng khủng. Thế thì bằng một cách mà mình trốn được cái chữ mà điên điên khùng khùng ở ngoài đời là chui vào làm diễn viên, có thế thôi, đơn giản lắm. Tại vì đấy là được bắt chiếc mà không ai gọi là điên. Thủ trưởng thấy nào, cách xa nhân viên cùng một thời gian mà thấy nó thay đổi nhiều quá. Vâng, vàng thì đeo đầy cổ đầy tay. Vâng, không, quân lính nhà mình mà phát triển như thế này thì tôi cũng cảm thấy vui, tự hào. Sớm muộn vay được ít ra mà nói là cũng tìm đường tìm nẻo mà sống được. Để và cuối cùng là lại có một những cái buổi gặp mặt với nhau như hôm nay để mà nhắc lại những cái kỷ niệm xưa và tiếp tục lại làm nghề. Đấy là cái niềm vui nhất trong anh em chúng diễn viên chúng tôi đã xem. Báo cáo anh là thủ trưởng em tính kỹ lắm. Nghề gì cũng phải về hưu, nó buồn. Ít thế là bố chọn nghề điện ảnh, bố không có tuổi hưu, khôn lắm thủ trưởng. Bây giờ cũng khôn đi. Cảm ơn các anh các chị đến với chương trình Ký Ức Vui Vẻ đã có những chia sẻ rất thật về những cái ký ức, những cái kỷ niệm và cuộc sống bây giờ của các anh các chị. Và có lẽ là một lời chúc chỉ gửi đến các anh các chị thôi, hãy nuôi giữ mãi cái niềm đam mê đó và hãy cống hiến đốt cháy. Vâng, cảm ơn. Vâng, xin mời chúng ta sẽ gặp gỡ người bạn về trong gió. Suốt chặng đường gian nan, gửi làn hương hồng theo về trong gió. Suốt chặng đường gian.